Tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 6 này, kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các chi bộ thông tin kịp thời tới cán bộ đảng viên, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm trong hành động lan tỏa thành công của cuộc bầu cử tới các tầng lớp nhân dân. Phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng là điều có thể cảm nhận được trong kỳ sinh hoạt tháng 6 này của các chi bộ sau khi được thông tin kết quả về cuộc bầu cử, danh sách các đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Không chỉ đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử trên mọi phương diện, các đảng viên còn thực sự vui mừng bởi chất lượng đại biểu kỳ này đã được nâng lên. Quán triệt cái tinh thần vừa chống dịch, nhưng mình vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Thì cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp năm nay là diễn ra trong cái không khí là rất là phấn khởi này, nghiêm túc này. Và lựa chọn được những đồng chí đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp là đều là xứng đáng, có tâm, có tầm, có đức, rồi thì có năng lực để mà phụng sự nhân dân, phục vụ đất nước. Qua bầu cử thì thấy được cái sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ này là tuyệt vời, rất là tốt. Đã chuẩn bị rất chu đáo trong cả về nhân sự, kể cả về công tác tổ chức để bầu cử. Cho nên cái cuộc bầu cử này rất thành công. Củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tư tưởng của cán bộ đảng viên sau bầu cử, đó cũng là yêu cầu mà các chi bộ đặt ra trong kỳ sinh hoạt tháng này. Không chỉ cung cấp những thông tin chính thống cho cán bộ đảng viên, mà nhiều chi bộ còn tổng kết đánh giá được cả quá trình lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử của tổ chức mình. Cung cấp đến từng các đồng chí đảng viên một, nắm thật chắc các thông tin chính thống, chỉ tránh cái sự coi như các cái thông tin lệch lạc của các cái đối tượng hoặc là các cái luồng thông tin không tốt, nhất là trên mạng. Cho nên là đảng viên phải nhận thức thật sâu sắc trong vấn đề này và nhận rõ kinh nghiệm của cái công tác tổ chức lãnh đạo để sau cuộc bầu cử này thì tạo ra một cái động lực, tạo ra một cái phong trào đấy mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và quyết liệt hơn để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ và mọi cái đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Đảng. Với vai trò trách nhiệm được giao, mỗi cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên đã thể hiện rất rõ vai trò tiên phong gương mẫu trong tuyên truyền vận động cử tri, hăng hái tham gia. Và ngay cả bây giờ khi cuộc bầu cử đã kết thúc thắng lợi, họ cũng xác định rất rõ trách nhiệm trong định hướng dư luận và lan tỏa thành công cuộc bầu cử tới đông đảo nhân dân. Thông qua cái hội nghị chi bộ hôm nay, chúng tôi chỉ đạo đảng viên về tuyên truyền với gia đình các cái đoàn thể tổ chức ở trong chi bộ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Thông qua cái đó để cho cán bộ đảng viên phấn khởi trước những kết quả thành tích của mình đã phấn đấu đạt được trong cái thời gian vừa qua. Nhất là đồng chí mà được trúng cử vào các cái vị trí của mình ấy, thì phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mình đã được giao. Nghiên cứu, nắm chắc kết quả, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc bầu cử sẽ là cơ sở để mỗi tổ chức đảng, đảng viên nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, khả năng dẫn dắt, lôi cuốn, thuyết phục nhân dân, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như tích cực tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.